Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Chào ngày mới của Truyền hình Nhân dân. Trước khi bắt đầu chương trình sáng nay, xin chúc quý vị có ngày làm việc mới vui vẻ, hiệu quả và hãy luôn nhớ thực hiện thông điệp 5K để phòng tránh dịch COVID-19. Và ngay bây giờ là những nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, hôm nay ngày 20 tháng 7, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 sẽ chính thức khai mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu trước Quốc hội, sau đó Quốc hội sẽ nghe báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội. Và cũng trong ngày hôm nay, Chủ tịch Quốc hội khóa 15 sẽ tuyên thệ. Buổi sáng đúng 8 giờ, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 chính thức khai mạc. Ngay sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội và cử tri cả nước. Sau đó, Quốc hội sẽ nghe báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và nghe báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa 15. Chương trình được truyền hình phát thanh trực tiếp để cử tri cả nước và nhân dân cùng theo dõi. Buổi chiều, ngay sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, đúng 14 giờ 15 phút, Chủ tịch Quốc hội khóa 15 sẽ tuyên thệ. Chương trình được truyền hình phát thanh trực tiếp để cử tri cả nước và nhân dân cùng theo dõi. Cử tri và nhân dân cả nước đều đang rất quan tâm, chú ý theo dõi kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 và gửi gắm niềm tin đối với các đại biểu Quốc hội sẽ dĩ công vi thượng, tức là đặt lợi ích chung lên trên hết, tất cả vì nước vì dân, phát huy tâm, tầm, tài, phát huy vai trò trách nhiệm là người đại biểu của nhân dân. Ngay tại kỳ họp thứ nhất, ngoài công tác bầu các nhân sự cấp cao, chủ chốt, thì dự kiến Quốc hội khóa 15 cũng sẽ xem xét nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến kinh tế xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Cử tri rất tin tưởng với sự quyết liệt ngay từ kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 15 sẽ là tiền đề cho sự thành công của cả nhiệm kỳ. Rất là mong muốn là Quốc hội sẽ xây dựng những cái bộ luật làm sao ấy, phù hợp với lại cái phát triển của xã hội, bổ sung được những cái khiếm khuyết của những cái luật trước mà nó vẫn còn những cái vấn đề mà nhân dân thì mong mỏi lắm, mà hy vọng lắm. Mong muốn của cử tri là muốn là các đại biểu phát huy hết cái vai trò cũng như là cái trách nhiệm để mang cái tiếng nói của cử tri đến diễn đàn Quốc hội, và cũng mong muốn là sẽ giải quyết được những cái vấn đề dân sinh bức xúc và những cái vấn đề nội cộng của xã hội. Nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 có 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội. Điều đó đồng nghĩa với việc cử tri đã đặt trọn niềm tin và kỳ vọng đối với các đại biểu Quốc hội, người đại diện cho quyền lợi của nhân dân sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm cùng với Quốc hội xem xét, thảo luận các dự án luật và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Tôi thì rất hy vọng và rất kỳ vọng vào đại biểu Quốc hội khóa 15, và tôi rất mong rằng các đồng chí ấy sẽ làm thế nào đấy thực hiện đúng những cái điều đã cam kết với cử tri khi các đồng chí vận động bầu cử. Các đồng chí hứa gì các đồng chí làm đấy, và coi như đấy là cái chuyện là cái lời cam kết, mà cái đấy là trách nhiệm và đấy là lòng tự trọng của đại biểu Quốc hội. Tôi cho rằng Quốc hội khóa 15 chắc chắn sẽ là một Quốc hội phải thành công hơn nữa. Bởi lẽ trước hết là chúng ta sẽ kế thừa những kinh nghiệm, những tiền đề trong cách điều hành Quốc hội của lãnh đạo Quốc hội, cũng như trong hành động của từng đại biểu Quốc hội khóa 14 được truyền tải tinh thần vào khóa 15. Quốc hội khóa 15 là một cái Quốc hội mà đã được cơ cấu cái số lượng các đại biểu chuyên trách nhiều hơn, và như vậy thì cái thời gian hoạt động chuyên tâm cho hoạt động Quốc hội cũng nhiều hơn, và điều đấy cũng sẽ kỳ vọng đóng góp được nhiều hơn cho Quốc hội. Qua mỗi nhiệm kỳ là một nấc thang mới đối với sự phát triển và trưởng thành của Quốc hội trên cơ sở kế thừa những thành tựu của Quốc hội khóa trước. Trong điều kiện hiện nay, khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, kinh tế xã hội của đất nước, đời sống nhân dân, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất rất khó khăn đã đặt ra nhiều thách thức cho Quốc hội khóa 15. Tuy nhiên, với sự đoàn kết đồng lòng của cả hệ thống chính trị cùng cử tri và nhân dân trong cả nước, Quốc hội khóa 15 sẽ vượt qua được khó khăn để có những quyết sách mang tính quyết định về kinh tế xã hội, góp phần to lớn cùng Đảng, Nhà nước thực hiện mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế, vừa chống dịch thành công. Thưa quý vị, cuộc sống của ba mẹ con em nông Đinh Thanh Nhã, học sinh lớp 8A, trường Trung học Phổ thông Bằng Ca, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng gặp rất nhiều khó khăn, bố Nhã thì lại mất sớm. Nhưng nhờ có sự giúp đỡ của các chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Lý Vạn, bộ đội biên phòng Cao Bằng,
Nhã và gia đình đã vượt qua được khó khăn và em đã trở thành một học sinh đạt nhiều thành tích trong học tập của trường và của tỉnh. Các chú luôn ân cần bảo ban cháu trong học tập cũng như ngoài cuộc sống. Các chú cũng như người bố thứ hai của cháu, từ mua quần áo đến đồ dùng học tập, các chú đều lo cho cháu hết. Cháu Nhã thì mồ côi cha, cha mất sớm, mẹ nuôi hai con, gia đình rất là đặc biệt khó khăn ạ. Từ ngày ở đơn vị, bất kể việc lớn, việc nhỏ, Nhã cũng được các chú biên phòng quan tâm chăm sóc. Con đường đến trường của em tưởng như đóng lại, thì nay đã mở rộng, tươi sáng hơn. Em đã phát huy được năng lực học tập của mình và trở thành một trong 21 học sinh xuất sắc của trường Trung học Phổ thông Bằng Ca. Thì cô giáo chủ nhiệm cũng nói là đấy, phải học như bạn Nhã ấy. Bạn Nhã mặc dù là điểm số môn nào cũng được điểm tốt, điểm 9, điểm 10 không, mà bạn lúc nào cũng xung phong. Gia đình hoàn cảnh khó khăn, nhưng được sự quan tâm của bộ đội biên phòng, Nhã đã đạt nhiều thành tích trong học tập. Năm 2020-2021, Nhã là học sinh giỏi của trường, đồng thời đạt nhiều thành tích cao tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh và trở thành niềm tự hào của gia đình. Điều tôi mong muốn nhất hiện nay thì là cũng mong là con được các chú, các bác ở trên đấy chăm sóc, dạy bảo con cố gắng học tập, càng ngày càng học, càng tiến bộ hơn. Sau này con cố gắng thành con người có ích cho xã hội. Vẫn còn nhiều khó khăn ở phía trước, nhưng với nghị lực, niềm đam mê học tập và sự đồng hành của bộ đội biên phòng, cậu học trò nghèo, nông Đinh Thanh Nhã sẽ vượt qua mọi khó khăn để ngày càng trưởng thành. Tiếp tục chương trình với những thông tin thời sự đáng chú ý khác. Đội quản lý thị trường số 14 phối hợp với các ban ngành chức năng vừa phát hiện và thu giữ hơn 3.000 que test nhanh COVID-19 không rõ nguồn gốc tại Hà Nội. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra cơ sở xoa bóp bấm huyệt có địa chỉ tại phòng 304, chung cư HH3B Linh Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Qua kiểm tra, đã phát hiện thu giữ 1.000 que test COVID-19 mang nhãn hiệu Nasocheck của Cộng hòa Liên bang Đức. Số sản phẩm này do bà Hồ Thị Phương Thanh mua của một đối tượng tên Nguyễn Tiến Vĩnh có địa chỉ tại số 69 ngách 12, ngõ 470 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đối với địa điểm kinh doanh trên, tiếp tục phát hiện thu giữ 21.000 que test COVID-19 cùng chủng loại Nasocheck Comfort. Tất cả đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc sản phẩm. Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong và thu giữ số hàng hóa trên để phục vụ công tác mở rộng điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương vừa tổ chức họp trực tuyến với các địa phương về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Kể từ 0 giờ ngày 20 tháng 7, tỉnh Hải Dương thành lập thêm 20 chốt kiểm soát dịch COVID-19 cấp tỉnh, trong đó thành phố Hải Dương 8 chốt, huyện Kim Thành 4 chốt, các huyện Ninh Giang, huyện Bình Giang, huyện Cẩm Giang mỗi huyện 2 chốt, thị xã Kinh Môn 1 chốt và huyện Tứ Kỳ 1 chốt. Cùng với 8 chốt đang hoạt động, tỉnh Hải Dương có 28 chốt kiểm soát dịch COVID-19 cấp tỉnh. Các chốt thực hiện việc kiểm soát y tế chặt chẽ người, phương tiện ra vào tỉnh. Người từ ngoài tỉnh về Hải Dương bắt buộc phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR trong vòng 72 giờ. Trường hợp đặc biệt có thể test nhanh kháng nguyên. Còn tại Long An, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu các doanh nghiệp tạm dừng hoạt động để xây dựng phương án 3 tại chỗ là sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ và nghỉ ngơi tại chỗ. Qua một tuần, có 168 doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn 3 tại chỗ được tiếp tục hoạt động. 50 doanh nghiệp tiếp tục dừng hoạt động do phương án 3 tại chỗ không đạt như chưa test 100% lao động, chưa cách biệt khu lưu trú, ăn, sản xuất, chưa bố trí rào chắn phân luồng các khu sản xuất, chưa có phòng cách ly dự phòng, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt môi trường, phòng cháy chữa cháy. Hôm qua, tại nhà khách công đoàn Đà Lạt, Trung tâm Y tế thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho lái xe, phụ xe trên địa bàn. Đây là nhóm lái xe, phụ xe chuyên vận chuyển hàng hóa thiết yếu của thành phố.
Trước khi tiêm vaccine, tất cả lái xe, phụ xe trên toàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đều được xét nghiệm sàng lọc COVID-19. Khi có kết quả âm tính mới tiếp tục vào khám sàng lọc và được tiêm chủng. Đợt này, Trung tâm Y tế Đà Lạt sẽ tiêm vaccine cho hơn 400 người theo đúng vaccine phân bổ của tỉnh. Ngoài việc được tiêm vaccine, các lái xe, phụ xe còn được hướng dẫn cài đặt ứng dụng khai báo điện tử và hướng dẫn khai báo y tế nội địa để khai báo y tế bằng mã code khi qua trạm kiểm soát, đồng thời được cấp giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm sàng lọc an toàn và giấy xác nhận đã tiêm vaccine phòng COVID-19 để lái xe, phụ xe qua các trạm kiểm soát phòng dịch. Ngày 19 tháng 7, tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho cư dân làm việc, sinh sống ở khu vực biên giới trên địa bàn. Vaccine được sử dụng trong đợt này là inactivated do Trung Quốc viện trợ được Bộ Y tế phân bổ. Trước khi triển khai tiêm vaccine, tỉnh Lào Cai đã tổ chức tuyên truyền lưu động, mục đích, ý nghĩa của tiêm chủng vaccine trong phòng chống dịch COVID-19, các khuyến cáo về tiêm chủng vaccine COVID-19 an toàn. Đợt tiêm lần này, tỉnh Lào Cai dự kiến tiêm vaccine cho khoảng 8.500 người là cư dân sinh sống ở các xã giáp biên giới thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh. Cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 ở nước ta đã kéo dài gần 2 năm và trải qua 4 đợt dịch lớn bùng phát. Đó cũng là khoảng thời gian mà các cán bộ chiến sĩ biên phòng Quảng Trị căng mình trên những nẻo đường biên giới, tuần tra, chốt chặn ở những chốt biên phòng. Thế nhưng những người lính nơi đây họ lại gác lại niềm riêng để luôn làm điểm tựa vững chắc cho nhân dân nơi tuyến đầu chống dịch. Đây là chiếc lán dã chiến của đồn biên phòng Hướng Lập, cũng như các chiến sĩ ở các tổ chốt trên toàn tuyến. Từ nhiều tháng nay, các chiến sĩ biên phòng không về thăm nhà hay gác lại mọi chuyện riêng. Đại úy Hoàng Minh Thiết là một trong những chiến sĩ như vậy. Đã hơn 4 tháng nay, anh gác lại nỗi nhớ nhà và tình thương da diết với đứa con trai 8 tháng tuổi đang bị bệnh tim bẩm sinh để cùng đồng hành với đồng đội trên tuyến biên giới mà đơn vị quản lý. Người bố trẻ thường xuyên xa nhà, dự tính xin cắt phép để về đưa con vào Huế, tiếp tục điều trị, nhưng đành hoãn lại vì nhiệm vụ đang cần. Chống dịch như chống giặc, chúng tôi cũng xác định rõ vai trò trách nhiệm và gác lại niềm hạnh phúc nhỏ của gia đình. Con cái gửi lại cho ông bà nội và vợ ở nhà để chăm nuôi. Chúng tôi là sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Những người lính nơi tuyến đầu chống dịch trên biên giới Quảng Trị, họ không những gác lại niềm riêng mà họ còn là một cán bộ dân vận giỏi, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ biên phòng để tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ về sự nguy hiểm của dịch bệnh, thực hiện nghiêm quy định 5K và các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, các quy định của chính quyền các cấp về phòng chống dịch COVID-19. Và bộ đội biên phòng là cực khổ hung ở trong chốt. Đó. Dân đi múc nước là vẫn là bộ đội biên phòng kiểm tra kiểm soát hết, không cho qua nào. Bộ đội biên phòng là cực khổ ở là giúp dân, vừa là làm việc nhà nước mà vừa giúp dân. Rất kỹ là bộ đội biên phòng đấy. Chốt là nhà, biên giới là quê hương. Gian nan vất vả vẫn còn đó, nhưng nghị lực của những người lính, phẩm chất tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ vẫn luôn tỏa sáng. Họ là những lá chắn sống, điểm tựa vững chắc trên biên giới để bảo vệ bình yên ngay từ phên dậu của Tổ quốc. Thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đang áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Đời sống của nhân dân, đặc biệt là những hộ nghèo, gia đình chính sách đang gặp nhiều khó khăn. Xuất phát từ thực tế đó, thị đoàn Hoài Nhơn đã vận hành tạp hóa di động để hỗ trợ người dân. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát trên địa bàn, nhiều gia đình ở thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định mất đi nguồn thu nhập chính do không có việc làm. Việc xoay sở bữa ăn hàng ngày với họ cũng trở nên khó khăn. Chương trình tạp hóa di động đã mang gạo, trứng, mì tôm đến với người dân. Nhận những món quà thiết thực và ý nghĩa như thế này thì chúng tôi cảm thấy là rất là biết ơn và thấy được cái tình đồng bào, đồng chí, đồng đội, sự sẻ chia những lúc khó khăn. Và nhất là trong lúc dịch bệnh như thế này. Chương trình được triển khai từ ngày 3 tháng 7. Đến nay đã tổ chức được 3 chuyến xe nghĩa tình, trao tặng gần 500 xuất quà cho 500 hộ dân vùng phong tỏa và hộ khó khăn đang thực hiện giãn cách xã hội, với tổng giá trị hơn 150 triệu đồng. Tuyệt đối thực hiện đúng quy định 5K về phòng chống dịch COVID do Bộ Y tế ban hành. Thứ hai á, là những bạn đoàn viên thanh niên mà tham gia mô hình này á, thì chúng tôi tham mưu
là cho đi test nhanh. Bạn nào có kết quả âm tính thì sẽ được tham gia mô hình này. Cái thứ ba là sau khi tham gia cũng như là trước khi vào vùng lõi của dịch thì các phương tiện vận chuyển của thị đoàn thì chúng tôi tiến hành làm sạch và khử khuẩn để đảm bảo an toàn nhất cho các bạn đoàn viên thanh niên. Đây là một việc làm rất là kịp thời, ý nghĩa, đã tạo nên một cái tư tưởng người dân ổn định để giúp chúng tôi là chung sức đồng lòng thực hiện các cái bước tiếp theo để nhanh chóng dập dịch. Tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết sẽ là một tấm khiên vững chắc đứng đầu trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Mô hình tạp hóa di động là một trong những việc làm mang ý nghĩa thiết thực của đoàn viên thanh niên Bình Định cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Hôm qua, Lào đã tiếp tục gia hạn lệnh phong tỏa nhằm ngăn ngừa và kiểm soát dịch COVID-19. Lệnh này sẽ có hiệu lực đến ít nhất là ngày 3 tháng 8. Chính phủ Lào tiếp tục chỉ thị đóng cửa các hàng ăn uống, karaoke, địa điểm giải trí, rạp chiếu phim, phòng chơi bia, tiệm massage, quán cà phê internet và mọi cửa hàng game trên cả nước. Tất cả các nhà máy hoạt động trong khu vực đỏ tiếp tục bị đóng cửa. Việc ra vào các khu vực đỏ tiếp tục bị cấm, trừ những người được phép. Tại Lào, dù tình hình lây nhiễm trong cộng đồng có giảm, nhưng số ca nhập cảnh ngày càng tăng. Do đó, chính phủ Lào tiếp tục tăng cường truy vết, truy tìm các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng để đưa đi chữa trị, tiếp tục đẩy nhanh việc tiêm chủng, nỗ lực đạt mục tiêu đề ra trong năm 2021. Thông thường, rừng hấp thụ một lượng lớn khí CO2 từ bầu khí quyển của trái đất, qua đó rừng trở thành một yếu tố quan trọng trong quá trình giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, con người đã có thể khiến cho Amazon, khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới, trở nên vô dụng và thậm chí là có thể gây bất lợi cho cuộc chiến chống lại khí nhà kính. Rừng nhiệt đới Amazon hiện đang thải ra hơn 1,1 tỷ tấn CO2 một năm. Rừng này thải nhiều carbon hơn lượng khí nhà kính mà nó hấp thụ. Sự cân bằng giữa phát thải và hấp thụ khí carbon của rừng Amazon đã bị suy giảm do quá trình gây xáo trộn quy mô lớn từ con người trong hệ sinh thái Amazon, với các vụ cháy rừng do con người cố tình gây ra để lấy đất phục vụ nông nghiệp và công nghiệp. Những hành động kiểu này đã gây ra phần lớn lượng khí thải CO2 từ khu rừng. Những đám cháy cũng góp phần vào vòng luẩn quẩn khiến trái đất ấm lên, khí nhà kính thải ra nhiều hơn, khiến mùa khô ở Amazon kéo dài hơn và nóng hơn, dẫn đến nhiều vụ cháy rừng xảy ra hơn và ô nhiễm khí CO2 nhiều hơn. Kết quả nghiên cứu mới nhất của Đại học Tổng hợp Lan Châu Trung Quốc cho thấy khu vực băng tuyết toàn cầu thu hẹp trung bình khoảng 87.000 km2 một năm trong giai đoạn 1979-2016 do hiện tượng ấm lên toàn cầu. Nghiên cứu của Đại học Tổng hợp Lan Châu, Trung Quốc cho biết việc diện tích băng tuyết toàn cầu mất đi 87.000 km2 một năm chủ yếu nằm ở phía đông bán cầu và nguyên nhân chính là do biến đổi khí hậu. Nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đánh giá toàn bộ khu vực băng tuyết toàn cầu và đưa ra cách thức ước tính định lượng những thay đổi tổng thể của nó. Khu vực băng tuyết toàn cầu chứa gần 3/4 lượng nước ngọt trên trái đất và đóng vai trò quan trọng trong hệ thống khí hậu của trái đất. Do đó, diện tích băng tuyết là một trong những chỉ số khí hậu nhạy cảm nhất. Theo một nghiên cứu mới được công bố, việc sử dụng rượu bia có liên quan đến 4% tổng số ca ung thư mới trên toàn cầu. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Lancet ước tính hơn 6,3 triệu trường hợp mắc bệnh ung thư miệng, vòm họng, thanh quản, thực quản, ruột kết, trực tràng, gan và ung thư vú vào năm 2020 có mối liên hệ với việc sử dụng rượu. Nam giới chiếm hơn 3/4 số ca mắc ung thư liên quan đến việc uống rượu, trong đó 1/7 trong số các trường hợp mắc bệnh ung thư tiêu thụ rượu ở mức khoảng 2 ly mỗi ngày. Nghiên cứu cho thấy, số ca ung thư mới liên quan đến uống rượu rất khác nhau trên toàn thế giới. Theo đó, tỷ lệ cao nhất là ở các quốc gia Đông Á, Trung và Đông Âu, và thấp nhất ở khu vực Bắc Phi và Tây Á. Tiếp theo, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý được đăng tải trên các báo số ra ngày hôm nay. Thưa quý vị, những ngày qua trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh nhiều thi thể bó gọn nằm la liệt trên sàn, được cho là bệnh nhân COVID-19 tử vong tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, đó không phải là sự thật.
tác giả bài viết trên báo Nhân dân cảnh báo người dân cần phải tỉnh táo, cảnh giác trước thông tin bịa đặt xấu độc. Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam cho biết đó là hình ảnh chụp các bệnh nhân COVID-19 ở nước ngoài đã được đăng tải trên mạng từ trước. Những ngày này, đất nước đang phải trải qua một giai đoạn hết sức khó khăn trong phòng chống dịch bệnh. Người dân cần tỉnh táo, cảnh giác, tìm kiếm các nguồn thông tin chính thống, không để bị dẫn dắt, lợi dụng. Các cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc, xử lý nghiêm những người cố tình phát tán những thông tin sai sự thật, xấu độc, gây hoang mang dư luận. Đã có rất nhiều trường hợp bị xử lý phạt tiền về việc lan truyền thông tin giả mạo trên không gian mạng. Đây cũng là nội dung chính của bài viết Tham gia mạng xã hội có văn hóa, đúng pháp luật, tin giả, thuốc độc thật trên không gian ảo trên báo Lao động. Hiện đã có quy định xử lý tin giả như Nghị định 15 năm 2020 với mức phạt dao động từ 10 đến 70 triệu đồng. Tuy nhiên, việc phòng chống tin giả phải làm từ gốc. Trong đó, ý thức của người tham gia mạng xã hội là điều rất quan trọng. Khi phát hiện tin giả có thể báo ngay tới cơ quan chức năng hoặc Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam ở website tingiả.gov.vn. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 vào ngày 6 và ngày 7 tháng 8 là thông tin rất đáng chú ý trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trên cơ sở thống nhất đề nghị của các địa phương, Bộ tổ chức đợt 2 của kỳ thi vào các ngày 6 và ngày 7 tháng 8 cho các thí sinh chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1, trên cơ sở bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh, nghiêm túc, khách quan, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Theo thống kê, có khoảng 26.000 thí sinh sẽ dự thi đợt 2. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức cho chợ truyền thống hoạt động trở lại. Tuy nhiên, nhiều chợ, kể cả chợ đầu mối, đã vấp phải tình trạng thiếu nguồn hàng. Thông tin trên báo Tuổi Trẻ. Thành phố Hồ Chí Minh đã mở cửa hoạt động trở lại 3 chợ gồm chợ Phú Thọ, quận 11, chợ An Đông, quận 5 và chợ Kiến Thành, quận Bình Tân. Các sạp bán giãn cách từ 2m trở lên. Tuy nhiên, do mới bán lại nên lượng hàng cung cấp còn thấp, ít tiểu thương tham gia vì nhà ở xa chợ, nguồn hàng lấy về không được nhiều. Sở Công Thương thành phố cùng Ban Quản lý các chợ đầu mối đã triển khai phương án điều tiết hàng hóa tại điểm tập kết và trung chuyển hàng hóa tạm thời. Dự kiến trong vài ngày tới, các chợ sẽ triển khai mô hình với hàng trăm tấn hàng phục vụ người dân. Báo Đại biểu Nhân dân số ra hôm nay thông tin thị trường lao động 6 tháng cuối năm chủ động vượt khó. Các chuyên gia đề nghị chính phủ vừa tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp và người lao động, vừa đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine để đạt được miễn dịch cộng đồng, đặc biệt là ưu tiên cho các lao động tuyến đầu, lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ cho người lao động tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương, ngừng việc, chấm dứt hợp đồng và hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động. Thưa quý vị, lợi dụng sự khó khăn của một số người dân trong tình hình dịch bệnh, một số đối tượng đã cho vay nặng lãi, siết nợ, cưỡng đoạt tài sản, bài viết trên báo Hà Nội Mới. Trước đây, khi cần vay một khoản tiền thì phải có tài sản cầm cố, tuy nhiên với tín dụng đen thì chỉ cần có chứng minh thư hoặc căn cước công dân là có thể được vay. Tuy nhiên, lãi suất rất cao, nếu vay 10 triệu đồng thì phải trả 900.000 đồng tiền lãi mỗi tháng. Nếu không trả lãi thì tiền lãi tự động biến thành tiền gốc. Vì thế dù vay ít nhưng nhiều người lại rơi vào tình thế bị biến thành con nợ, bị siết nợ, cướp tài sản khi bị đòi nợ. Cơ quan công an khuyến khích người dân tố giác hành vi cho vay tín dụng đen với lãi suất cao để có căn cứ xử lý hình sự với các đối tượng này. Quý vị vừa theo dõi những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Còn bây giờ, chương trình Chào Ngày Mới sẽ được tiếp tục với những thông tin kinh tế xã hội hấp dẫn khác. Thưa quý vị, sau khi Hà Nội triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 kể từ 0 giờ ngày 19 tháng 7, nhiều siêu thị có hiện tượng người dân đến mua sắm hàng hóa đông hơn bình thường. Trước tình trạng này, thì Sở Công Thương Hà Nội khẳng định đã dự trữ đủ hàng hóa phục vụ nhu cầu của người dân. Nhiều ngân hàng đã đồng loạt giảm lãi suất cho vay đối với các khoản vay hiện hữu trừ các khoản vay ở lĩnh vực chứng khoán và bất động sản, cùng nhiều thông tin kinh tế thị trường đáng chú ý khác sẽ được chuyển tới quý vị ngay sau đây. Tại Hà Nội, các doanh nghiệp đã dự trữ tăng từ 30% đến 50% lượng hàng hóa thiết yếu. Đồng thời, để lưu thông hàng hóa, doanh nghiệp đã bố trí đầy đủ phương tiện, nguồn nhân lực, sẵn sàng vận chuyển hàng hóa đến các điểm bán xuyên đêm. Doanh nghiệp sẵn sàng mở cửa thêm giờ, cam kết bảo đảm đủ lượng hàng phục vụ nhu cầu người dân.
Hiện nay, các doanh nghiệp đang thực hiện dự trữ hàng hóa theo phương án 5 của Sở Công Thương Hà Nội trong thời gian 3 tháng và tăng gấp 3 lần so với tháng bình thường, với tổng giá trị hàng hóa khoảng 194.000 tỷ đồng đối với 15 mặt hàng thiết yếu và lượng hàng hóa dự trữ cho chương trình bình ổn thị trường năm 2021 là 5.698 tỷ đồng. Sacombank, ACB và MB là ba ngân hàng đầu tiên phát đi thông báo giảm lãi suất. Tiếp đến các ngân hàng như Vietcombank, BIDV, TPBank, Agribank, VIB, Vietcapital Bank cũng công bố giảm lãi suất. Mức giảm của các ngân hàng phổ biến bình quân là 1% một năm so với lãi suất hiện hành, áp dụng từ 15 tháng 7 cho đến hết năm 2021. Ngoài việc giảm lãi suất đồng loạt từ 15 tháng 7 cho nhiều đối tượng khách hàng, các nhà băng cũng đồng loạt thông báo chưa xem xét giảm lãi suất cho các khoản vay tiềm ẩn rủi ro như vay chứng khoán, vay kinh doanh bất động sản. Do căn cứ tính thuế đối với vàng xuất khẩu hiện vẫn theo khai báo của doanh nghiệp nên cơ quan hải quan không đủ cơ sở để điều tra xác minh. Trong khi đó, các công ty thực hiện giám định chất lượng vàng trước khi xuất khẩu đều thể hiện hàm lượng vàng dưới 95%. Các chứng từ giám định lại của đối tác nước ngoài đều dưới 95%. Vì vậy, nảy sinh nguy cơ doanh nghiệp ồ ạt khai báo để hưởng lợi, khiến nhà nước thất thu thuế. Bộ Tài chính trình Chính phủ thống nhất chung một mức thuế suất đối với mặt hàng vàng, không phân biệt theo hàm lượng vàng như hiện nay. Cụ thể, tăng thuế xuất khẩu các mặt hàng vàng có hàm lượng vàng dưới 95% từ 0% lên 2% và gộp dòng theo tên gọi mặt hàng theo đúng danh mục thuế quan hài hòa ASEAN mà Việt Nam đã ký kết, không chia cụ thể theo hàm lượng vàng để đơn giản hóa biểu thuế. Trong tháng 6 năm 2021, xuất khẩu sản phẩm da giày Việt Nam đạt gần 2,33 tỷ đô la, tăng 19,5% so với tháng 6 năm 2020, trong đó gồm 2 tỷ đô la giày dép và 325 triệu đô la túi xách các loại. Tính chung 6 tháng đầu năm, xuất khẩu da giày Việt Nam đạt trên 12 tỷ đô la, tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm 2020. Nhờ sự phục hồi của thị trường, nhất là tại Mỹ, EU, dự kiến cả năm 2021, ngành da giày Việt Nam có thể xuất khẩu đạt 23 tỷ đô la, tăng hơn 15% so với năm 2020. Hiện nay, giá lợn hơi giao dịch ở cả ba miền chỉ dao động trong khoảng 52.000 đồng đến 62.000 đồng một kg, trong khi đó giá bán lẻ một số sản phẩm lợn thịt vẫn duy trì ở mức cao gấp 3 đến 4 lần giá lợn hơi. Qua khảo sát tại một số chợ, giá thịt lợn vẫn ở mức 120.000 đồng đến 170.000 đồng một kg. Cụ thể, thịt sườn 160.000 đồng một kg, ba chỉ 150.000 đồng một kg, thịt nạc vai, nạc mông 120.000 đồng một kg, xương 100.000 đồng một kg. Tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, mức giá cao nhất còn lên đến 240.000 đồng một kg. Chuyển sang các tin tức về giao thông. Thưa quý vị, vào trưa ngày 18 tháng 7, trên tỉnh lộ số 128 đoạn qua địa bàn huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do xe ô tô bán tải bị mất lái, lao xuống vực sâu khoảng 200 mét, khiến hai người tử vong. Phát hiện sự việc, người dân và chính quyền địa phương đã xuống kiểm tra để cứu hộ cứu nạn, nhưng cả hai người trên xe đã tử vong. Hai nạn nhân là phó giám đốc công ty cổ phần cao su Lai Châu 2 và giám đốc nông trường cao su Chăn Nưa. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Clip dưới đây cho thấy một hình ảnh không đẹp về văn hóa giao thông của tài xế xe ô tô mà chúng tôi ghi lại được qua camera hành trình. Chiếc xe ô tô con 4 chỗ đã chuyển làn không xi nhan, vượt ẩu, va chạm với xe máy đi cùng chiều, khiến cho người đi xe máy ngã văng ra đường. Vụ việc va chạm này đã xảy ra trên địa phận thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Từ đầu video, chiếc Kia Morning chuyển làn liên tục không xi nhan trong suốt một quãng đường dài, có vẻ như cố đuổi theo xe máy phía trước. Khi đến gần vị trí cổng chào thành phố Thái Nguyên, ô tô vượt lên vào khe hẹp giữa tài xế và giải phân cách giữa đường, rồi đột nhiên ngoặt sang phải, hất người đi xe máy ngã xuống đường. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa phát đi thông báo sẽ dừng toàn bộ hoạt động chở khách đi và đến các tỉnh phía Nam, phạm vi được áp dụng từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở vào. Từ 0 giờ ngày 18 tháng 7, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ từ Hà Nội đến 37 tỉnh thành phố và ngược lại. 37 tỉnh thành này bao gồm cả Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và các tỉnh thành phía Nam bắt đầu từ Thừa Thiên Huế trở vào.
việc tạm dừng hoạt động này không áp dụng với xe khách chở chuyên gia, cán bộ, công nhân viên, người lao động của các cơ quan, khu công nghiệp, khu chế xuất. Thưa quý vị, cách đây tròn 52 năm, ngày 20 tháng 7 năm 1969, tàu vũ trụ Apollo 11 mang theo các nhà du hành vũ trụ đã hoàn thành sứ mệnh đặt dấu chân đầu tiên của con người lên mặt trăng, thu thập mẫu vật để nghiên cứu hành tinh này. Tiểu mục ngày này năm xưa hôm nay sẽ nhìn lại những hình ảnh mang tính lịch sử đó. Apollo 11 được phóng lên bằng tên lửa đẩy Saturn V từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy, bang Florida, Hoa Kỳ vào ngày 16 tháng 7 năm 1969. Ba người đàn ông đại diện cho khát vọng chinh phục hành tinh mặt trăng cách trái đất 384.000 km là Neil Armstrong, Buzz Aldrin và Michael Collins là những người vinh dự được thực hiện nhiệm vụ này. Chuyến bay lịch sử này đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân Mỹ và cộng đồng thế giới. Sau khi được phóng qua tầng khí quyển của trái đất, tàu Apollo 11 tách ra và tiếp tục chặng đường kéo dài 3 ngày trên hành trình hướng tới mặt trăng. Ngày 20 tháng 7 năm 1969, phi hành gia Neil Armstrong đã mở cửa module, bước ra ngoài và đặt bước chân đầu tiên của con người lên bề mặt mặt trăng. Buzz Aldrin bước xuống sau. Phi hành đoàn đã được kết nối điện đàm tới Tổng thống Mỹ lúc đó là Richard Nixon. Đây là bước đi nhỏ bé của một người, nhưng là bước tiến khổng lồ của nhân loại. Thật vinh dự và là đặc ân cho chúng tôi được ở đây với sự quan tâm và tò mò về tầm nhìn của tương lai. Sự kiện vĩ đại này đã được tường thuật trực tiếp và phát sóng trên toàn cầu. Khoảng 600 triệu người trên khắp thế giới theo dõi trực tiếp cuộc đổ bộ của tàu Apollo 11 lên mặt trăng qua truyền hình. Neil Armstrong và Buzz Aldrin đã dành hơn 2 giờ đồng hồ cùng nhau khám phá, chụp hình và thu thập 21,5 kg mẫu vật trên bề mặt hành tinh này để đem về trái đất nghiên cứu. Trước khi quay lại tàu, họ đánh dấu sự có mặt của con người bằng cách cắm quốc kỳ đã được chuẩn bị trước đó lên mặt trăng. Ngày 25 tháng 7, phi thuyền Apollo 11 trở về trái đất và hạ cánh an toàn ở vùng biển Tây Nam Thái Bình Dương sau khi bay hết quãng đường 13,3 triệu km. Chúng tôi rất vui mừng khi được ngồi ở đây. Đó là một cuộc phiêu lưu tuyệt vời. Phải mất hơn một giờ để chuẩn bị cho việc thực hiện nhiệm vụ đặt chân xuống mặt trăng. Khi chúng tôi bước xuống thang, chúng tôi thấy nó giống như mô phỏng về lực hấp dẫn của mặt trăng như đã được thực hiện ở trái đất. Có chút lo lắng, nhưng chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi trở về, ba phi hành gia được chào đón như những vị anh hùng dân tộc. Chương trình Apollo kéo dài hơn 10 năm, từ năm 1961 đến 1972, tiêu tốn khoảng 24 tỷ đô la Mỹ, tương đương khoảng 100 tỷ đô la Mỹ năm 2016. Cùng với sự đóng góp của hơn 400.000 kỹ sư, nhà khoa học, kỹ thuật viên tài năng, thành công của Apollo 11 đã cho thấy tham vọng của con người trong việc tìm hiểu và chinh phục vũ trụ, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong ngành hàng không vũ trụ của nhân loại. Tiểu mục ngày này năm xưa vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Chào ngày mới sáng nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.